Setup 2 của mình ha. Ok, hợp cái video hồi nãy ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em setup làm sao. Bây giờ ví dụ trường hợp mình đang chơi đây ha. Đây cũng là điểm entry nè. Khi mình thấy cái channel character nó hiện lên đúng không? Đây cũng là cái điểm thích hợp entry nè. Đó, khi mà mình entry ở đây thì mình sẽ set stop loss của mình. Cái stop loss của mình sẽ set ngay cái đường CAT này. Đó, thấy từ trường hợp không? Giống như mình đang entry ở đây thì nói chung là mình entry hơi sớm, tại vì nói chung là mình trade quen rồi. Mình entry sớm ha, thì cái signal này nó delay theo cái nói chung là mình nhìn qua mắt thì mình entry nó hơi sớm ha. Sau mình dựng setup ngay cái đường CT không, mình dựng setup ngay đường CT đó. Thì cái phần MA ấy, thì nó ở trong cái quant tile thì mình chỉ sử dụng cái đường MA này để cho nó phù hợp cái setup này, tại vì cho nó more detail thì mình đang nằm ở trên cái PB line và đây là cái vị đây là vị resistance support, thì khả năng nó sẽ về đây, xu hướng nó sẽ là nếu mà cái price action nó above nó sẽ là xu hướng tăng. Ok, thì nói tóm lại á, là đây là cái phần setup nó rất là đơn giản, thì mọi người muốn sử dụng như thế nào mọi người sử dụng tùy tùy theo mọi người ha. Xong xong cái phần này thì mình sẽ cho anh chị em thấy ok, đây là mình đã đánh ở khung ở dưới đây ban đầu rồi, bây giờ mình đang đánh ở khung thứ hai. Đây là cách mình giao dịch. Thì bây giờ mình chấm chỉ trường hợp ở đây là mình thấy cái price action nó đã đi lên cái vùng này, thì mình thấy cái đường fair volume wrap nó hiện nè ha. Thì là ok, mình sẽ mua cái stop loss của mình lên đây. Ok, thì đây bây giờ cái lệnh này của mình là lệnh an toàn rồi, mình không không còn sợ bị dính stop loss nữa. Ok. Đó là cách mà mình sử dụng cái chiến lược, nó không tùy tùy theo mình thích setup như nào, mình muốn cái chart mình nó dễ nhìn thì mình sẽ setup cho nó dễ nhìn. Ok, mình không cần phải để nhiều cái setup chung một cái, nó sẽ làm mình rối ra. Mình có thể mình turn off, mình chỉ sử dụng đơn giản thôi. Cái chart của mình á, thì nó có nhiều cái chiến lược, nhiều cái kỹ thuật tùy theo anh chị em thích trade như thế nào. Đó, còn như mình thì mình muốn cái chart mình nó clear, nó đo more detail dễ trade, tại vì mình đang trade bằng structure CAT nhiều, thì là mình sẽ trade cho nó đơn giản là để mình không có bị rối. Hôm tùy mình thôi. Đó thì anh chị em nào thích trade nến, nhiều khi phải dựa theo những cái nguyên tắc giống như là những cái biểu hình, bảy biểu hình nến như là nến Doji, nến Hammer hay là nến hành trình nọ hay là Paddle chẳng hạn, vân vân. Thì đây là cái kỹ thuật là mình có thể mình chơi theo cái kỹ thuật đó. Ok, thì cái phần này thì em đã giải thích cho các anh chị em đơn giản, thì em sẽ làm những cái video khác nó sẽ more detail. Sau đây là em sẽ giải thích cái phần setup này ha. Ok, cái phần setup này đó thì nó tập trung vào chỉ báo EO sweeper là chính. Ok, sau đó là mình sẽ RSI. Ok, nó là cái bảng phụ thôi. Đó thì ở trong đây là em cũng có nói rất là nhiều về khi cái video này, ví dụ mình muốn thay đổi cái setup thì mình turn off cái này, mình turn on cái này, thì cái setup của mình nó sẽ tự thay đổi theo đó, mình chuyển qua là cái sweep pro đó, thì mình sẽ thay đổi cái phần setup này đó. Đó rồi nếu mình không muốn sử dụng cái này thì mình muốn sử dụng cái RSI, mình muốn sử dụng cái MACD, thì mình chuyển qua cái MACD thì cái signal nó cũng tương tự, nó cũng chả có thay đổi gì hết. Không, thì mình chỉ dựa theo những cái signal mình muốn nó detail, nó more clear, cái trend nó rõ ràng để mình khỏi phải nhức đầu để mình guess xem. Mình muốn giống như mình không muốn sử dụng cái momentum, mình muốn chỉ sử dụng cái trend line để mình recognize cái trend line, cái xu hướng á, thì là mình chuyển qua cái phần của MACD. Đó để mình chỉ trade ở trong cái phần MACD. Nếu mình không có muốn sử dụng cái MACD, mình muốn sử dụng cái RSI thì là mình sẽ chuyển qua cái setup của phần RSI. Ok, đó. Mình sẽ chuyển qua cái setup của phần RSI, mình turn off cái này đi, mình chuyển qua cái phần RSI và mình kết hợp với cái RSI ở dưới đây. Rồi là mình sẽ biết được cái trend nào, cái trend của RSI nó đi như thế nào, đúng không? Đó, đây là cái sóng của RSI nè. Thì ở dưới đây là cái trend RSI nó đã báo cho mình ở dưới đây, thì đây là cũng là cái phần của RSI. Đó, thì nếu mà mình muốn cái trend của mình nó clear đó, mình muốn cái chỉ báo mình nó đỡ rườm rà hơn, thì mình có thể mình thay đổi cái cấu trúc của nó để mình quan sát cho nó rõ hơn. Đây là cái phần RSI đúng không? Đó thì nếu mà mình muốn sử dụng cái RSI thôi đó, thì ở những cái điểm màu đen này là cái điểm mà mình recognize cái sóng,
Ví dụ trường hợp cái price nó đi vậy mà thấy cái OA sai hoặc là cái MACD nó bị lô cái này, bị lô cái màu đen này, tức cái xu hướng này vẫn còn có khả năng là gớt. Đó cho nên là mình có thể mình đơn giản quá lại cái setup của mình không cần phải gầm gà. Ok, thì ở trong đây thì em thích JAO chẳng hạn, em nhìn qua mắt thì em thích JAO thì em chỉ cần turn on cái TAO lên thì em tắt cái phần MACD này nữa. Đó em để như vậy. Đó, thì đây là cái setup của em. Em trade theo cái setup này quen rồi. Đó, thì là em sẽ sử dụng cái phần setup này để mà em trade. Ok. Ở trong đây á, là cái phần EO thì đây là cái phần OSI. Cái OSI luôn luôn lúc nào nó sẽ cũng đi trước cái đường EO, cho nên là mình phải kết hợp với cái OSI và cái EO. Mình kết hợp hai cái này lại để mình biết là ok, mình cái này là mình biết là ok cái sóng nó bắt đầu là nó đã có cái đáy. Nó reversal. Thì ok mình sẽ sử dụng cái RSI để mình coi cái support của cái reversal, sau đó mình sẽ kết hợp với cái EO hoặc là MACD hay là TCSW vân vân, hay là bất cứ một cái chỉ báo nào mình thấy nó phù hợp với mình thì là mình kết hợp nó lại. Sau đó cái phần background nè, cái phần background này là của RSI nha, cái phần background ở của cái EO này nha, nó là cái phần của RSI. Thì em kết hợp cái phần buyer để mình biết ok đây là cái điểm reversal, ok đây là nó có cái buyer. Thì khi ở trong cái background này mình thấy nó có màu này hiện lên nè, thì đây là cái buyer của xu hướng tăng. Nếu mà mình thấy cái purple ở đây nè ha, đây là cái seller. Thì nếu mình áp dụng cái kỹ thuật RSI, thấy không, đây là cái điểm RSI nó hiện lên là nó retest. Sau đó after cái retest mình thấy cái purple này nó hiện lên, đây là cái sóng giảm, đây là sóng giảm, đây là sóng giảm. Ok, đây là cái signal của bên cái lượng seller nó bán ra. Thì thấy không, cái xu hướng nó đi xuống, nó matching với cái background này. Đó, vì bây giờ là cái xu hướng tăng đúng không? Mình thấy cái background nè, nó hiện lên thì là mình thấy đây là cái xu hướng tăng. Thì cái tâm lý của mình cũng biết ví dụ mình đánh investment, mình đánh stock hay là mình đánh bất cứ gì đó thì đây là cái sóng xu hướng tăng. Mình biết là mình vào lệnh thì mình cũng an tâm hơn. Cái quan trọng là mình phải xác định được cái điểm entry và cái stop loss. Đây là cái cách quản lý rủi ro của cái phần buy này, thì nó cũng đã cho mình biết ok sóng buy thì mình cũng yên tâm để mình giữ cái lệnh này. Đó, và mình sẽ kết hợp cái RSI dưới đây. Thì mọi người phải hiểu cái phần O này không phải là reversal nha. Cái phần O này là viết tắt của chữ retest. Ok, cái chữ phần O này là viết chắc tắt của chữ retest chứ không phải là reversal. Ok, cho nên nhiều khi mọi người nhìn vào tưởng là reversal nhưng không phải nha, nó là retest ha. Same thing ở trong cái backtest này. Ok, ở trong cái backtest này nó cũng có cái phần retest. Đó, cho nên là mình phải hiểu là ok, cái phần signal mà nó hiện trên đây nè. Đó, đây là cái phần retest. Nó luôn luôn lúc nào nó cũng đi chung với cái này hết. Ok, cho nên là để mình hiểu được cái khi mà cái sóng retest này nó có khả năng tiếp tục đi lên nữa hay không. Đó là mình phải hiểu cơ bản là như vậy ha. Cho nên là nhiều khi mình không muốn sử dụng nó. Ví dụ mình nhìn mình qua, mình đã không, giống như mình không cần sử dụng thì mình turn off nó, mình không có cần phải turn on nó. Ok, thì bây giờ nè ha, cái sóng đi lên thì bây giờ cái đường, thấy không? Cái đường này là cái đường stop loss này, nó matching nè. Đó, đường stop loss nó matching. Thì đây là mình quản lý, nếu mình hit về thì thôi. Thì coi như mình vẫn an toàn, mình vẫn ăn, còn đỡ hơn là mình thua. Đó, đây là cái set, cái stop loss. Mình có thể sử dụng cái trade, cái layout là mình trade funding, mình trade stop, mình scalping. Rồi mình có thể trade đủ thứ hết. Mình trade option cũng được. Đó, thí dụ bây giờ là đánh option thì đánh ở dưới đây, đánh lên. Cho nên đó, khi mình có cái layout này đó, mình sẽ biết là cái điểm entry của mình nó là ở đâu. Để mình xác định, để mình make entry. Mình trade cho nó tốt để mình biết là stop loss, cách quản lý rủi ro của mình như thế nào. Nếu mà mình không có cái phần layout này, nhiều anh chị em cứ thấy nó gớt, mua giá lên, cứ nghĩ là xu hướng lên, mình nghĩ ok cái này nó là đáy rồi, mình mua lên thì nó còn gớt nữa. Đó là lý do tại sao anh chị em khi mình make entry như vậy mình sẽ bị thua. Cho nên đó là lý do tại sao mình phải cần indicator để mình xác định nó chi tiết hơn, để mình biết lúc nào mình vào chính xác hơn, cái khả năng cái rủi ro của mình nó sẽ thấp hơn. Nếu mình không có áp dụng đúng á, mà mình để mình vào lệnh á, mình có khả năng là mình sẽ vào lệnh sai. Khi mình vào lệnh sai là mình sẽ thua, đúng không? Hoặc là mình đánh lệnh swing chẳng hạn, là có khả năng giai đoạn đầu mình sẽ thua rất là nhiều tiền. Nhưng ví dụ ít nhất 1-2 ngày sau mình có thể mình ăn lại, mà nhưng mà mình ăn không nhiều. Còn khi mà anh chị em biết có những cái setup đánh như thế này nè ha, để mình quan sát, để mình quan sát nó, thì cái điểm entry của mình nó sẽ chính xác hơn. Mình sẽ không có entry bị bạ.
Và cái phần màu này á là nó sẽ hỗ trợ cho anh chị em, thí dụ màu vàng này là nó là buy, tức là mình dựa theo sức nào là mình mua xuống tăng. Còn cái màu purple này á là nó là seller. Ok. Rồi cái màu tím là em set up cái màu tím á, tại vì màu tím để cho dễ coi thì mình vào đây ha. Vào đây mình set up cái màu tím tức là cái dùng seller. Ok. Đó thì mình vào đây mình set up đó. Thì cái lý do ở trong đây nó bốn màu. Còn cái màu red này ha, cái màu red này á, tức là cái sóng nó gớt mạnh. Ok, còn cái màu green, còn màu green nữa là cái sóng nó tăng mạnh. Còn cái màu này là cái gọi là cái sóng ổn định ha. Hoặc là purple là sóng ổn định. Yellow sóng ổn định, sóng ổn định đi xuống và sóng ổn định đi lên. Ok. Và ở trong cái phần chỉ báo thì nó chỉ có là X và sell and buy signal. X tức là nó cho mình biết, một là mình đặt cái tiệm stop loss gần ngay cái chữ X, hoặc là mình exit ra. Giống như đây nè, nó chữ X là một bọn mình exit ra. Hoặc là mình nếu mà đánh short thì đây là cái dùng set stop loss của mình. Và đó, cái chữ S nó cũng cho mình biết là cái kết thúc của cái xu hướng đó, nó khả năng nó gớt về. Còn buy là sell signal, nó đại biểu cho là strong, strong entry á. Tức là strong entry. Nó cũng confirm cho mình, ok, cái này nó có cái điểm entry, nó là strong entry. Là ví dụ mình entry là nó đi như vậy. Buy sell nó là như vậy ha. Ok. Rồi, cái này là cái setup này là hầu hết là em dựa trên CAT, em viết ra, nó không còn phụ thuộc dựa EMA nữa. Sometimes cái EMA nó sẽ không có, nó sẽ rất là rối, giống như ở đây em sử dụng EMA nè. Trong cái trường hợp mà cái sóng nó overroll như thế này nè, mình rất là khó xác định được cái điểm entry của mình, hoặc là mình quản lý cái rủi ro của mình. Cho nên là khi mình sử dụng EMA, cái lỗi ở trong cái EMA là mình sẽ mất ít nhất là, thí dụ mình make entry, ít nhất là 4 hoặc 5 lần thì mình cái entry của mình mới nó mới đúng, đúng không? Đó thì cái EMA nó không có đi, nó không có chi tiết, nó không có rõ. Đó là lý do tại sao là em ít có là lý do tại sao mà em remove cái EMA ra, cái chiến lược EMA ra mà em kết hợp vào CAT, thì cái CAT nó sẽ more detail hơn. Đó là lý do tại sao em thích trade CAT nhiều hơn là EMA là như vậy. EMA là cái kỹ thuật đầu tiên của em. Ngày xưa em chơi cái EMA rất là nhiều, và cái đó nó cũng là thành một cái thói quen của em. Đó là lý do tại sao mà khi em thay đổi qua CAT á, thì nó cái đó nó vẫn còn dính ở trong cái người em, tại vì em chơi cái đó trên 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 6 năm rồi. Đó nó cũng khoảng là 8 năm rồi, nó cũng là một cái thói quen của mình. Nhiều khi mình thiếu nó như là mình chịu không nổi, nó cũng là một cái thói quen. Đó là lý do tại sao sometimes em vẫn còn sử dụng EMA và EMA là như vậy. Đó. Nhưng mà CAT á, khi mà mình trade nó quen rồi đó thì mình không có cần sử dụng nhiều như vậy. Mà nhưng mà CAT thường là cái kỹ thuật này nó áp dụng với cái pattern nhiều. Và nếu mà mình biết cách sử dụng mà bên CAT á, giống như những cái signal, những cái tên này nó hiện lên nè, thì là khi mình trade quen rồi đó, thực sự là nó more accurate hơn là EMA. Cái cách của nó, cái độ chính xác của nó rất là cao, nó cao hơn EMA rất là nhiều luôn. Đó thì là em chia sẻ cái phần setup này. Thì nói chung là nó ở trong cái setup của em nó rất là đơn giản. Đó thì anh chị chỉ tìm cho mình cái điểm entry quan trọng. Nếu mà anh chị mới mới làm quen với cái layout thì cứ follow cái CAT này và cái EO này là chính, và cái RSI này là chính. Thì ba cái phần này nè ha, EO, CAT, EO và RSI là nó là cái nền tảng của anh chị để trước khi anh chị try to understand cái concept. Thì ba phần này là ba cái mẫu hình chính ở trong cái setup này của em. CAT, AO và RSI là ba cái indicator chính để mình understand cái điểm entry và cái xu hướng. Thì là đó, thì là mình sẽ sử dụng cái phần này. Ok. Còn nếu mà anh chị em mà bắt đầu làm quen được rồi đó, hiểu hết kỹ thuật EMA, CAT hiểu hết rồi đó, thì mình muốn trade như thế nào mình trade. Nhưng ở trong cái setup của em nó tới 56 cái strategy. Đó cho nên là mình cứ set up cái nào nó phù hợp với mình mà mình cảm thấy mình quen mắt, mình cảm thấy là nó detail và nó rõ, nó chi tiết thì mình áp dụng nó. Ok. Mình không có cần phải bắt học lý thuyết nhiều ở trong đây, thì cứ quen kết làm quen nó nhiều, là mình chỉ phô kịch vào mình làm quen đó, thì mình phải hiểu là những cái này nó là cái gì, những cái chi tiết này nó là cái gì ở trong đây. Ok. Giống như anh chị chơi xe đi chẳng hạn, thì mình chỉ mua ở lúc mà khi nào cái này nó vàng. Còn ví dụ mình đánh muốn sát đánh short sale option á, thì là mình cứ màu tím màu vàng mà đánh theo cái màu cũng được. Đúng không? Nhưng mà
Nếu mà mình muốn đánh á, mà mình có quản lý rủi ro tốt thì bắt buộc là phải dựa theo cái fair volume rate và cái CET để mình quản lý rủi ro. Và trước khi mình vào lệnh á, ví dụ mình trước khi mình vào lệnh thì là mình sẽ dựa theo cái signal này, ok, để mà mình vào lệnh cho nó an toàn. Đó, như em á, em vào lệnh sớm là tại vì em sử dụng 1 phút, em sử dụng cái 1 phút, đúng không? Đây, thì mình trường hợp em sử dụng cái 1 phút nè. Đó, thì em make entry nó ở dưới đây là cái giai đoạn đầu em sử dụng cái CAT ở cái 1 phút, em đã finish cái chain này rồi. Ví dụ em dựa theo cái backtest nè, ở trong cái 1 phút nè, em TP ở đây, em TP ở đây, và bây giờ là cái phần 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 chiến lược 2, cái điểm entry 2 của em thì là em đã xong cái 1 phút rồi, thì bây giờ em tăng lên 2 phút. Đó, em tăng lên 2 phút thì là cái điểm entry của em nó nằm ngay đây, và cái điểm quản lý rủi ro em nằm đây. Thì cái quản lý rủi ro của em ban đầu là ở 1 phút thì nó nằm dưới đây, là em đã xong rồi. Thì bây giờ là cái phần quản lý rủi ro của 2 phút nó nằm ở đây. Đó, còn nếu bắt đầu là mình xong cái 2 phút đi, mình muốn trade 3 phút thì mình phải tìm. Đó, đây là của 3 phút nè, đây là cái điểm ra, thì mình thấy không, đây là cái điểm ra, điểm thoát ra nè. Đó, còn nếu mà mình trade 5 phút thì mình cứ tăng dần dần. Mình xong cái time frame nào, mình quản lý cái time frame nào, hoặc là mình đang muốn swing thì bắt buộc mình phải check từ 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút trở lên. Đó là những cái chiến lược quản lý rủi ro. Mình phải quản lý rủi ro từ cái time frame nha, từ cái time frame. Đó là lý do là tại sao trên đây em setup nhiều cái time frame. Tại vì ví dụ trường hợp anh chị em đánh lệnh swing thì mình phải quan sát mình đang nằm ở đâu. Cái 1 phút nó xong thì nó sẽ nhảy đến 2 phút, 2 phút nhảy xong 3 phút, nó từ 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 mình quan sát lên, thì là mình sẽ dựa theo mấy cái phần này. Giống như bây giờ em đang nằm ở trong 5 phút nè hả, thì cái 5 phút này nè, đó đây là cái điểm entry 5 phút, và bây giờ cái 5 phút nó cần break cái CAT này, và cái xu hướng kế tiếp nó sẽ là 20 đó chẳng hạn gì đó. Và cái resistance của mình nó nằm ngay đây, thấy cái đường resistance không, nó nằm rõ ngay đây, nhưng mà cái điểm TP của mình nó nằm ngay đây. Đó thì là mình sẽ quan sát, thì mình sẽ quản lý cái rủi ro của mình là cái stop loss của mình nằm ở đây, và mình sẽ mua cái trial stop loss theo cái fair volume rate đó. Ok, thì cái phần video này là em xin vắn tắt lại, là để em kết hợp thêm cái phần video đầu của em, thì anh chị coi cái này để mà hiểu, để mà mình biết cái chiến lược mình đánh như thế nào đó. Sau này em sẽ làm thêm ra thêm những cái video để em giải thích tại sao cái back test nó có 5 phút, 2 phút, 2 tiếng. Cái phần này là nó hơi dài, tại vì cái phần đoạn này á, là nó tới 4 cái time frame chính. Còn nếu mà mình kết hợp vô những cái time frame của IMA nữa thì nó bao gồm là 274 cái time frame. Ok, là những cái time frame chính, những cái time frame phụ mình không có tính vào. Đó, nó rất là nhiều. Sau này em sẽ làm ra những cái video để em hướng dẫn cho các anh chị em understand những cái time frame để mình học, để mình biết chơi như thế nào ha. Ok, em xin kết thúc cái phần video này, thấy không, nó xu hướng nó đi nè. Đó, đó là cách mà em cảm, tại vì khi em làm video là em phải in cái passion, nó phải move slow, thì em mới vừa làm video và vừa hướng dẫn cho anh chị em. Chứ nếu mà buổi sáng nó dao động mạnh quá, em không có thể nào làm cái video buổi sáng, tại vì nó rủi ro. Nhiều khi mình vừa làm video mình mất tập trung thì ở buổi sáng nó dao động mạnh, nó có khả năng là nó dẫn đến cái thua lỗ của mình. Cho nên là em làm, em lựa những lúc mà cái passion nó dao động chậm thì em mới làm video được. Ok, thì đây là cái phần video ha. Ok, em xin kết thúc cái phần video này nhé.